Bạn đang muốn học kiến thức mới nhưng bị giới hạn bởi ngôn ngữ. Chúng mình cũng vậy. Chúng mình cũng khao khát khám phá thế giới ngoài kia và không muốn bị rào cản ngôn ngữ làm chậm lại. Vì thế chúng mình đã tạo ra eJoy, người bạn đồng hành có trí thông minh nhân tạo. eJoy có thể giúp chúng mình xem bất kỳ video nào trên Internet, từ YouTube cho tới Netflix, từ Coursera cho tới CNN, bất kỳ trang nào bạn cần, kể cả PDF hay văn bản dạng ảnh, eJoy đều có thể xử lý được hết. Phụ đề song ngữ, tra dịch từ ngay trên video hoặc văn bản và giải thích bất kỳ chỗ nào khó hiểu. Nếu bạn muốn tra cứu sâu hơn về ngôn ngữ, bạn có thể xem đầy đủ thông tin từ điển như từ đồng nghĩa, ví dụ, cách dùng từ và cả phiên âm từ. Nếu bạn sợ xem nhiều mà không nhớ, hãy lưu lại bất kỳ nội dung nào, từ vựng, cụm từ, đoạn văn. Và eJoy sẽ tạo ra game ôn tập dựa trên những gì bạn lưu để giúp bạn ghi nhớ mãi mãi dựa vào thuật toán lặp lại ngắt quãng. Dù bạn đang ở đâu, đi xe buýt, đi làm hay đang nghỉ giải lao, bạn sẽ luôn có eJoy bên cạnh để ôn tập. Vì dữ liệu học tập của bạn đang đồng bộ xuyên suốt điện thoại và laptop. Hàng triệu người dùng trên toàn thế giới đang dùng eJoy mỗi ngày. Hãy tải eJoy ngay và chinh phục những tri thức mới.